yêu nhau đến một khoảng thời gian dài ấy, thì mình sẽ luôn cần những cái bước bước tiến để cái tình yêu nó trưởng thành hơn, nó phù hợp với mình và nó sẽ có những cái mới. Giống như ngày xưa kiểu chị kiểu sẽ đến một giai đoạn chị yêu lâu quá thì chị sẽ phải nghĩ đến chuyện chị lấy chồng một khoảng thời gian mà ở với nhau thế cũng không ổn, thì chị bắt đầu phải nghĩ đến việc nếu bây giờ mình có con thì sao, mà không có con thì sao. Đấy, tức là mình sẽ luôn phải có những cái cột mốc để mà mình nghĩ đến hai người thì sao. Những cái cột mốc bây giờ mình đã yêu nhau này, mình đã ở chung với nhau này, và nó đã là 4-5 năm rồi, 4 năm 3,5 năm. Những cái cột mốc tiếp theo đối với hai em nó sẽ là gì? Mình có tính những cái cột mốc giống như những cái cặp đôi khác không, là mình cũng sẽ lập gia đình rồi một thời gian mình sẽ có con, hay là những cái mang tính cột mốc của hai người nó sẽ khác, kiểu có làm cùng với nhau một cái gì đấy, đi cùng với nhau đến những cái nơi nào đấy. Thì những cái cột mốc ở đây chị không muốn là nó bị bó hẹp ở trong những cái tiêu chuẩn thông thường. Có bốc tiếp á? Bây giờ có bốc tiếp rồi sẽ đăng ký kết hôn. Mặt em nghĩ là cưới. Em cũng không có xác định nhiều chuyện đấy lắm. Em nghĩ là kiểu nếu mà em đi đâu thì em sẽ đưa đến đi. Sao em làm gì thì em cũng sẽ kể nghe. Đi chơi cùng, làm cùng. Thế là về mặt cột mốc thì em không xác định cái đấy là một thứ cần thiết lắm với em. Em chỉ thấy là nếu mà xác định cưới thì em sẽ cưới. Còn việc có con này với em không phải là một việc em thích lắm. Em không phải là một người thích có con, nhưng mà kiểu nếu mà em thích thì em có con. Em cũng thích có con rồi. Thích trẻ con, em thích có con. Không phải không thích con mình. Sao không thích con của anh? Sao em lại thích đẻ con để cho con làm vía bích? Đấy là một thứ hài hước rồi. Không, nó cũng sẽ là nhiều. Hoặc là vậy, chưa đến lúc mà mình đủ để đối diện với chuyện của con. Vì em nghĩ nó là chuyện rất là phức tạp.